Anh thấy là từ khi sử dụng máy này nó giảm được nhiều công anh? Quá nhiều, giảm quá nhiều công. Cái này bên anh chỉ 3 người làm được. 3 người thôi mà sát hoàn thiện. Trước mà làm đủ công nhé, phải 7-8 người anh nhỉ? Hết tầm 7 người. 7 người ấy. 3 người làm bằng 7 người trước rồi. Chuyên nghiệp rồi. Hôm nay anh em xô đội lại đi thăm anh Ngự ở Việt Nam Bắc Giang. Anh lấy máy từ năm ngoái ấy. Anh đang làm trong khu công nghiệp Vân Trung. Anh Ngự đang cầm vòi phun này. Máy này anh sử dụng để gần năm rồi. Anh nhỉ, chắc là 2 tháng, 2-3 tháng, 2 tháng rồi, gần năm rồi anh nhỉ? Là... Ừ. Gần năm rồi. Đấy anh, trước là anh toàn làm nhật tư. Bây giờ chắc làm nhiều quá nên anh chuyển sang khu nghiệp rồi. Em phun lớp này đủ luôn đúng không anh? Lớp này nó đủ rồi đó. Đấy, anh đội đang phun. Anh thấy là từ khi sử dụng máy này nó giảm được nhiều công không anh? Quá nhiều, giảm quá nhiều công. Cái này bên anh chỉ 3 người làm được. 3 người thôi mà sát hoàn thiện. Trước mà làm đủ công nhé, phải 7-8 người anh nhỉ? 7 người ấy. 3 người làm bằng 7 người trước rồi. Chuyên nghiệp rồi. Đây anh em có thể xem máy móc như thế này là gọi là kinh qua rất nhiều công trường mà làm liên tục anh em ạ. Anh Ngự này máy được gần năm rồi. Đây anh em nhé, buổi sáng là các anh phun một lớp trước rồi. Đấy, phun hết một lớp trước. Buổi chiều bây giờ phun bù lại một lớp rồi xoa luôn. Bây giờ còn bù một đoạn trên nữa là xong rồi. Đấy. Thì cái vữa này nó có một chút phụ gia để nó hóa dẻo và nó giữ nước, nó chống thấm, chống nứt cho vữa. Nên nếu anh em đã biết cách làm rồi ấy, cực nhẹ nhàng luôn. Dạ. Khi mà phun ra thì chúng ta dùng cái cước kẹt hoặc là dùng cái bàn này chúng ta giống như bả ấy. Đấy, làm nó cực kỳ nhàn luôn, chứ không phải dùng cái thước vuông, thước hộp như anh em xưa giờ hay dùng là nó sẽ nặng tay. Vì là cái lực cản nó lớn. Đấy, lát nữa anh Ngự sẽ làm bằng cái bàn kia đấy Ngự nhỉ? Cái bàn này loan không? Bàn kia kìa. À, bàn kia là vào ấy đúng không? Cái này là bay, này là thay cho bay bình thường. Đành phất đấy. Ngoài tháng chúng tôi cũng cho anh em và đưa công nghệ đến gần anh em hơn thì chúng tôi luôn muốn là và anh em làm cái kết quả.